Những chai nước chế tác thành những chiếc chin re được gọi là chin gram. Một bầu chin gram của người dân tộc Ede ở tỉnh chúng tôi thường có số lẻ, chia thành nhóm đực và nhóm cái và đặt tên cho từng chiếc. Để tiếp nối chương trình là hai tiết mục được các nghệ sĩ của đoàn sử dụng chin gram diễn tấu bài Chóng Chóng Quay và Mưa Đá, với các âm thanh sống động miêu tả cảnh nước rẫy vào mùa của bà con đồng bào nơi đây. Thank you.